Xin chào mọi người, hôm nay mình sang Quảng Châu, Trung Quốc. Đã qua một buổi trưa, tao ngắn. Còn cái hồ kiều kia có xây dựng vào năm 1898, có nghĩa là trước năm Bác Hồ năm 1890 cơ. Đấy, 1898. Cây cầu kia là đã có một lần năm 1979 ấy. Đây là vạch cầu cậu. Trung Quốc này, Việt Nam này, Trung Quốc này. Cái quay được vậy? Cái phát trực tiếp nữa. Dạ không ạ, nó làm cam hành trình. Nối liền với đến ngã ba kia là sông Hồng của mình ấy, nước sông và các nước sông Hồng của mình nó màu như kia và sông Hồng thì màu xanh như này. Năm 79 là mẹ mình, mẹ em sinh ra lớn lên ở đây. Năm 79 là mẹ nó đánh ấy. Ok, đây là cửa nhập cảnh. Xe taxi của Trung Quốc à? Wow. Kiến trúc của họ rất là đẹp nha, họ làm rất tốt luôn. Đây là mẹ mình này, bác mình này. Đấy, cái này trông được không? Không đợi gì đâu. Không. Đây. Đây mẹ. Nhìn chúng chất vậy. Đúng kiểu chọn. Cho mình các bạn này. Đạm thôi. Đây. Ba bị thần. Đây là ở siêu thị lòng đất của Trung Quốc. Rất nhiều loại nước ngọt. Đây là cái con cá. Ê, con cá này rất là lạ nha các bạn. Rất là lạ luôn.
Đúng rồi. Đúng. Bác muốn xem giờ Trung Quốc thì bác phải nhìn đồng hồ của họ. Đúng rồi. Bây giờ là 6:37 rồi, 7 giờ. Hơn mình 1 tiếng. Quay ra Ma Trung Quốc này. Đẹp không? Nó là hàng xóm mà lại. Hàng xóm mình thì hai bên này không phải nó ở dưới sao à? Đường hoa quả đường một lắm đấy, nó sẽ bán theo kiểu cụm ấy, 8, 20 tệ.